Ngài thiền sư cũng dẫn thuyết pháp cho quý vị điều điều chứ hả? Ngài thiền sư Lý Dũng á, dẫn thuyết pháp cho quý vị điều điều chứ hả? Dạ vẫn đều sư. À, mạng đồ cũng bên đó cũng được hay sao? Dạ được, tại vì có cái wifi của riêng sư á. À, là tốt quá. Hôm bữa là nói bữa nay là nói tới tâm si ha. À, nói tâm si. À, sư sư nói tới tâm si rồi sư nói tới cái tâm quả nữa. Thì rồi chúng ta sẽ ngừng ở tâm quả. Nó nói tới tâm quả xong rồi bắt đầu nói tới tâm thiện á. Rồi sẽ ngừng cho đó là sư sẽ thiết cho quý vị một cái bài pháp là nói về tứ diệu đế. À, bài pháp tứ diệu đế này á, là nó thuộc về phần pháp quán niệm xứ. À, bài pháp này sư chuẩn bị lâu lắm rồi đó. Bài pháp này là ngày 27 tháng này á, là có một cái nhóm họ mời sư lên một khóa thiền Long An 3 ngày. À, sư sẽ nói về cho họ hiểu về vấn đề tứ diệu đế. Tứ diệu đế là cái này cũng là một cái bài pháp đầu tiên mà Đức Phật sau khi mà ngài chứng ngộ đạo quả ngài thuyết pháp á. À, bài pháp đầu tiên á. Thì thường thường là người ta nghe tứ diệu đế là ta chỉ nghe vậy thôi, nhưng mà ta hiểu không sâu, có đôi khi hiểu cũng không rõ nữa. À, rồi cái pháp nào nên nên hiểu biết, rồi cái pháp nào nên đoạn trừ, cái pháp nào nên tu tiến, cái pháp nào nên tác chứng. À, sẽ được phân tích giải thích rất là cặn kẽ tỉ mỉ. À, thì nếu mà qua một cái bài kinh tứ diệu đế rồi suy nghĩ rằng có thể là quý vị hiểu rất là nhiều. Coi kinh là mình coi coi vậy thôi à. Coi để mình tứ diệu đế thì mình coi vậy thôi, chứ thật sự ra mà hỏi cho nó rõ ràng chi tiết á, thực ra người ta cũng chưa, mơ 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 màng màng. À, tứ diệu đế mà giải theo kinh là giải theo sao, mà giải thích theo quy diệu pháp thì nó như thế nào. À, nó có bao nhiêu cái tâm nó nằm trong khổ đế, khổ đế đó là cái gì. À, thì cái này là những cái phần sau cho những cái ngày đi tới rồi sư sẽ thuyết giảng cho quý vị nếu mà quý vị thích, còn quý vị mà cảm thấy không thích thì thôi. À, giờ chúng ta nói tiếp về cái phần tâm si ha. Tâm si thì nó có hai loại, một loại là si phóng dật, một loại là si hoài nghi. À, tâm si phóng dật là một cái trạng thái tâm mà khi mà quý vị hành thiền á, quý vị thấy rằng là nó suy nghĩ miên man, nó suy nghĩ nhiều lắm, nó suy nghĩ hết chuyện này qua chuyện khác, hết chuyện kia qua chuyện nọ. À, và cái đặc tính của nó là do nó suy nghĩ miên man mà nó không có trí tuệ đó, không có trí tuệ đó, nó dạng như là nó lu mờ á, ngu muội á, tối đen á, tối thui á. Nó là đồng nghĩa vô minh á, vô minh là không có trí tuệ á. Nó ngược lại với lại trí tuệ là một sự sáng suốt, còn này tâm si nó không có sự sáng suốt đó. Để trong một cái trong cái thời điểm mà nó đang ngồi thiền, hoặc là ví dụ mình đang nằm trên giường, mình chưa có ngủ, mình nằm bắt đầu thì mình suy nghĩ rất là nhiều chuyện. À, mà nó suy nghĩ không biết cái chuyện gì, mình nó cứ suy nghĩ chuyện nào qua chuyện kia qua chuyện nào, nó suy nghĩ rất là nhiều chuyện, thì đó là trạng thái đó là tâm si phóng dật, nó không có thấy được. À, cái pháp chân đế nó không thấy được cái đặc tính của các pháp. À, đó là si phóng dật. Cái si phóng dật này nó làm cho người ta khổ dữ lắm. À, rồi si rồi bắt đầu khi mà nó suy nghĩ cho đã, rồi bắt đầu cái nó chuyển qua tham. Rồi nó suy nghĩ cho đã, rồi cái nó chuyển qua sân. À, nếu mà nói về ba cái gốc á, thì nói lại để cho quý vị nhớ. Nếu mà nói về ba cái căn á, ba cái gốc của nó thì nó có gốc tham, gốc sân và gốc si. À, mà nó nói về cái một cách tổng hợp á. À, trong tham thì vẫn có si, mà trong sân thì vẫn có si. À, nó cách coi như là nó hợp đều luôn á, trong tâm bất thiện á. Còn cái chia ra ba cái căn á, là căn tham á, là nó sanh với tâm tham là ưa thích dính mắc trong những cái gì mà mình thấy, mình nghe, mình ngửi, mình nếm, mình đụng, mình suy nghĩ. À, căn sân hoặc là gốc sân á thì nó hợp với tâm sân, thì nó phản ứng với cảnh. À, chẳng hạn như bây giờ thí dụ mình cảm thấy mình sốt, cái thân của mình nó đau, cái tâm mình phản ứng liền, đó là căn sân hợp với tâm sân. Hoặc là mình gì thấy mình đứt tay không,
nước tay, hay là ví dụ mình bị ong chích hay là bị côn trùng nó cắn là mình cái thân của mình nó đau là cái tâm mình nó phản ứng liền đó, cái đó gọi là căng sân, căng sân nó phản ứng đó. Nhưng mà thật sự đâu có đôi khi nó đứt tay cái chút xíu nó cũng đến đổi gì mà cái tâm người ta sợ, hoảng sợ, người ta sợ, người ta bắn loạn lên là lúng túng lúng túng, thấy máu nó chảy ra nhiều người ta cũng sợ nữa đó. Cái tâm sân nó kinh khủng vậy, phản ứng với cảnh đó là căng sân. Còn tâm si, căng si có nghĩa là căng si này nó hợp với hai tâm si, một là si phóng dật, hai là si hoài nghi. Tâm si phóng dật là một cái trạng thái tâm nó suy nghĩ nhiều, nhiều thứ, nhiều cảnh, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, mình nó suy nghĩ nhiều thứ khác biệt nhau. Bắt đầu mình nói qua cái tâm si hoài nghi. Cái tâm si hoài nghi đây thì là mối nguy hiểm này. Hoài nghi này nó có rất là nhiều sự hoài nghi, chẳng hạn hoài nghi Đức Phật, đâu có phải ai cũng tin Phật đâu quý vị, đó đâu phải ai cũng tin Phật đâu, họ hoài nghi Đức Phật, không hiểu rằng Đức Phật có thật là sự là những cái người mà họ chứng ngộ hay không, họ giác ngộ hay không, Đức Phật có phải là cái người giác ngộ hay không, họ còn nghi ngờ Đức Phật đó. Là cái tâm hoài nghi. Mình là mình Phật tử này, đúng không? Phật tử là mình có đôi khi mình tin Đức Phật, mình hành theo cái pháp của Ngài, mình thấy có cái sự an vui trong cuộc sống, thì có đôi khi mình đó. Còn những cái người mà không phải là Phật tử á, hoặc là những người mà họ mới bước vô đạo, họ hoài nghi á, hoài nghi Đức Phật đó, cái đó là hoài nghi Phật, rồi hoài nghi pháp, rồi hoài nghi những cái lời dạy của Ngài hoài nghi những cái lời dạy của Ngài. Lời dạy của Ngài là hướng dẫn cho chúng sanh thoát khổ đó. Hay giác ngộ là thoát khổ đó. Nhưng mà họ hoài nghi cái lời dạy đó, hoài nghi cái lời dạy của Đức Phật chỉ phân vân, một cái trạng thái phân vân, nó không có nó xác thật, không có tin chắc, cái đó nó trái với lại đức tin. Đức tin chẳng hạn như bây giờ thí dụ mình hướng đến Đức Phật đó, thì mình tin cái đối tượng này là một cái đối tượng có trí tuệ, có đối tượng này giác ngộ đó. Và sau khi mình tin tưởng cái đó, bắt đầu mình thực hành theo. Mà mình thực hành theo thì mình thấy rằng là khi mà mình thực hành theo á những cái lời Phật dạy, thì mình thấy rằng là nó đi trải nghiệm trong cuộc sống hiện tại á, khi mà mình hành thiền á, mình thấy tâm mình rất là yên, rất là an vui. Hoặc là những cái lúc mà mình tạo những nghiệp thiện á, thì mình cũng cảm thấy cái cảm giác rất là an vui. Còn khi mà thí dụ mình cái tâm bất thiện nó sanh khởi lên đó, mình cảm thấy nó rất bị chấn động đó, thì Ngài nói rằng là cái đó gọi là ác tâm. Thiện tâm và ác tâm, hai cái này Ngài nói rất là rõ. Khi mà mình trải nghiệm á, thì bắt đầu mình mới có cái niềm tin. Còn nếu mà người ta không có trải nghiệm á, ta ngược lại thì người ta hoài nghi, hoài nghi pháp, hoài nghi tăng. Hoài nghi tăng có nghĩa là sao? Có nghĩa là hoài nghi tăng này, người ta hoài nghi nhiều lắm, có đôi khi người ta bị lu mờ, cái do nó cái tâm sân nó bức xúc đó, nó sanh khởi lên đó. Thí dụ một ông sư nào làm những cái hành vi cử chỉ nó không có đúng đó, thì họ quơ đũa cái nắm luôn, hoài nghi luôn. Từ cái chỗ họ hoài nghi, bắt đầu cái suy nghĩ của họ bắt đầu đâm lên một cái suy nghĩ ác. Họ nói mấy ông này mà là tăng là cái gì này kia nọ, bắt đầu họ phỉ báng, thì họ làm cái gì là họ tạo rất là nhiều ác nghiệp. Nhưng mà tăng á, bây giờ gọi là tăng bảo á, bảo là cái gì này, quý bảo người ta mới gọi là bảo, chẳng như là Phật bảo này, pháp bảo này, là tăng bảo nè. Mà những cái gì mà gọi là trân châu quý báu á, thì gọi là bảo. Nhưng mà tăng á, nếu mà cái người mà nghiên cứu tu học á, mà họ có trí tuệ đó, họ không có hoài nghi tăng, dù là cái người đó là ông sư làm xấu họ cũng có hoài nghi. Là tại vì họ hiểu rằng là tăng là phải có hai dạng. Thứ nhất là gọi là thánh tăng. Thánh tăng là các ngài không còn tham sân si nữa. Không bao giờ còn tham sân si nữa, do nó các ngài không còn tham sân si nữa đó, thì cái hành vi cử chỉ thân khẩu ý của các ngài là luôn luôn lúc nào cũng thanh tịnh, cũng thanh tịnh, cũng yên ổn, đó gọi là tăng, gọi là thánh tăng. Và cái này là mình tin này. Còn phàm tăng á, quý vị phải nên nhớ kỹ rằng là phàm tăng họ chỉ là đổi cái y thôi, đổi cái y thôi, từ cái hình dáng của cái người có tóc, cái người cư sĩ, bắt đầu họ xuất gia bằng hình thức đó, là trước nhất là họ đổi cái y, bắt đầu nó chuyển qua cái hình thức của cư sĩ trở thành một ông sư. Nhưng mà cái đó là cái thứ nhất là nó đổi hình thức thôi, còn cái thứ hai nữa là cái tâm của những cái người này, nếu mà cái người này mà có tu á, thì cái đời sống thực tại á, thì nó làm cho họ cái phiền não của họ nó bớt lắng dịu đi bớt. Còn nếu mà cái người đó đó, người sư đó đó, chỉ là xuất gia về hình thức thôi, nhưng mà cái tâm của họ không có tu
tuy rằng họ vô chùa ở nhưng mà cái tâm mà không có tu thì cái tham sân si nó cũng vẫn nó bộc phát. Do nó tham sân si nó bộc phát đó, thì họ họ ra cái cử chỉ, cái hành vi nó rất là thô tháo đó, từng cái đi, cái đứng, cái cách hành xử đó, người ta nhìn vô là tự nhiên người ta cảm thấy rằng là ta mất niềm tin. Thì thực ra đây là một cá nhân của một người chứ không phải là tăng. Cá nhân của một người, thực ra có đôi khi người ta không có đủ cái trí khôn á, người ta vơ đũa cả nắm luôn, thực ra nó xảy ra một cái chuyện là người ta quỷ bán tăng, mà quỷ bán tăng thì tội nó nặng, trong đó có thánh tăng nữa. Nên thực ra cái người mà họ họ hiểu tăng như thế nào á, thì họ không có hoài nghi. Thí dụ thấy những người này là ông tu này, ông sư này ông tu, nhưng mà sao tự nhiên ông ăn nói sao mà thô tháo quá, thì mình thấy rằng là cái người này là tu chỉ là mới cái tu là tu cái hình thức thôi, cái nội dung cái tâm chứ tu. Thực ra cái đó là cái sự xui xui biểu của tâm tham hoặc là tâm sân tâm si, thì cái này là cái hiện tượng bình thường. Đừng có bức xúc, đừng có khó chịu, tại vì họ vẫn còn phàm mà, họ vẫn còn tham sân si mà đó, sao mà họ vừa vô tu cái họ thành thánh được đó, chưa, họ đang trên đường thực tập. Thử ra cái gốc của nó còn thì nó sẽ biểu lộ ra ngoài, nếu mà người đó không có tu tập về nội tâm, không có tu thiền, thì cái cành hành vi cử chỉ họ cũng vẫn tham lam, họ cũng vẫn sân hận, chưa phải thánh đâu. Thành thử ra từ cái chỗ đó người ta bị mất niềm tin. Thành thử ra quý vị thấy rằng là những cái thời thời điểm đầu á, giáo pháp của Đức Phật á, mà thời điểm đầu tiên á là không có giới luật, không có giới luật là tại sao các ngài, là lúc đó các ngài vô tu là các ngài thánh là nhiều, mà thánh á, là các ngài cái đời sống tâm linh của các ngài nó rất là trong sạch thanh tịnh, thử ra khỏi cần giữ giới, các ngài biết như thế nào, tại nó đâu có còn tham sân si nữa đâu, còn cần phải giữ giới. Rồi sau này á, cái thời gian sau thì vô tu đông quá, lúc đó thì thánh có, phàm có, thì phàm nhân có, thì ô trời nó gây ra rất là nhiều cái chuyện phiền toái vào cái thời kỳ của Đức Phật. Rồi bắt đầu quần chúng bắt đầu người ta phản ảnh những cái hành vi cử chỉ của những cái vị này tại sao là như vậy. Bắt đầu khi mà những cái hành vi cử chỉ này nó được phản ánh làm cho người ta mất niềm tin, thì Đức Phật bắt đầu ngài bây giờ ngài mới ban hành cái giới luật, ngài mới ban hành cái giới luật ra là cấm làm cái điều này, khi mà vị nào làm cái điều này là sẽ phạm những cái điều đó đó. Thì thử ra ngay cả cái thời của Đức Phật đó mà nó còn vẫn xảy ra rất là nhiều chuyện, thì mình đâu có lấy gì làm lạ đó. Thử ra Đức Phật mới ra những cái giới luật cấm, thì cái giới luật này khi mà Đức Phật chế định cái giới luật này đó là để làm cái gì, mà cái giới luật này là nền tảng của giáo pháp, là tuổi thọ của giáo pháp. Nếu mà người mà tu hành á, mà vô tu á, phàm nhân mà vô tu mà học được giới luật của nhà Phật á, thì lúc bây giờ cái kiến thức này đó, nó sẽ hấp thu đó, hấp thu vô họ biết nên làm cái gì và không nên làm cái gì. Còn thí dụ một người tu mà không có giới luật á, cũng như là mình không có cái gốc đó, rồi mình chỉ làm theo cái sự xui biểu của tham sân si, thì nó gây ra rất là nhiều hệ lụy, nó làm ảnh hưởng đến vấn đề tăng chúng, ảnh hưởng đến vấn đề chùa chiền, ảnh hưởng đến vấn đề đức tin của người khác đó. Nên thành thử ra cái người mà tu tập là bước đầu mà bước vô cái ngưỡng cửa tu hành là cái thứ nhất là phải học giới, học giới luật là mình phải làm như thế nào đó. Bây giờ biết lúc mà sư làm giới tử á, sư chỉ là làm giới tử thôi, làm chút tiểu thôi, mà sư học hết cái luật của sa di 105 điều đó. Trong đó có 10 điều học này, 10 điều hành phạt này, 10 điều trục xuất này, rồi 75 ứng hộ pháp của tỳ khưu á, là sư cũng học luôn. Là cái điều này là cái điều là đi đứng nằm ngồi chẳng hạn, nhưng bây giờ mình đi ra khỏi chùa mình tới xóm làng, mình phải đi như thế nào, mình phải nhìn ngó như thế nào, rồi mình vô nhà Phật tử á, rồi mình ăn bận như thế nào đó. Rồi mình có nên cười lớn tiếng hay không đó, rồi cái cảnh hành vi cử chỉ mình như thế nào, là trong luật kể rất là rõ ràng. Thành thử ra khi mà cái người tu nào mà khi mà bước vô cái ngưỡng cửa tu hành mà trước nhất là học qua giới luật á, thì cái người này á, cái hành vi cái cử chỉ của người này nó không có làm cho người khác mất niềm tin. Nó đem lại rất là nhiều cái sự lợi ích, họ biết phải sinh hoạt như thế nào, làm như thế nào đúng cái cương vị cái cương vị của cái người tu. Còn nếu không á, họ làm kinh khủng lắm cái gì, họ thô tháo, họ làm kinh khủng lắm, do nó xui biểu cái tham sân si mà, đi đứng nằm ngồi họ nói ăn nó rất là thô tháo đó. Nên thử ra cái người mà có trí tuệ đó, họ thấy những cái trường hợp về những hoàn cảnh đó đó, mà cái người mà có tìm hiểu tu tập là họ không có hoài nghi tăng, họ biết rồi. Họ biết rồi, rồi họ sống trong giáo pháp, họ sống trong trong chùa chiền, nhưng mà họ không có mất niềm tin. Có nhiều người họ cư sĩ họ sống ở đây làm gì đó, tại vì họ hiểu, họ học giáo lý họ hiểu đó, họ được giải thích họ hiểu. Thử ra
Khi mà một người nào mà có những cái cử chỉ mà xấu xa đó thì đối với họ tâm họ đã phản ứng. Cái người không biết thì phản ứng đó, mà cái người mà họ biết rồi họ không phản ứng. Đó vì là họ vẫn có niềm tin với lại Đức Phật, cái giáo pháp là Chư Tăng. Đó. Họ vẫn cúng dường làm phước, nhưng mà họ thấy rằng là nhiều người như vậy tại cái chùa này, bây giờ biết bây giờ hiện giờ cái chùa đó có 1.000 người mà Chư Tăng không thôi là mấy trăm vị, tu nữ là mấy trăm vị. Thì bây giờ biết một cái chùa mà nó lớn 30 mẫu mà ở nhiều người vậy mà tham sân si phàm nhân có là nhiều, thì quý vị thấy rằng nó như thế nào. À, thế mà ở đây thì ra bây giờ sẽ cả cho học rất là nhiều môn học với em để làm cho họ họ không còn thời gian nữa. Giờ họ không còn thời gian mà đỡ không có biết không. Đó, học hết môn này qua môn khác. Đó, học liên tục, học liên tục, học mà học mệt mỏi luôn. Đó, một tuần là học hết luôn. Đó, như vậy thì may ra nó mới đỡ, nó mới yên. Tại phàm nhân mà, phàm nhân thì nó tham sân si mà để trống thời gian là bắt đầu ngồi uống trà tán gẫu đó. Rồi bắt đầu nhàn cư duy thì nó sanh bất thiện, tâm nó suy nghĩ chuyện này chuyện kia đó. Thành thử ra phải bắt học bắt hành đó, sinh hoạt Phật pháp liên tục. Mà sư cũng khen là sư cả ông cũng giỏi á, một cái chùa mà làm chủ một cái chùa mà nó nhiều vậy thôi sư bó tay à, sư chừng 3 người mở sư cũng không chịu nữa. Đợt rồi sư lên sư dạy hoài dạy nhiều pháp á, sư giảng cái bài đó hay quá, trò 4 năm sư trẻ trẻ luôn theo sư, rồi xin sư làm đệ tử chỉ xuống dưới cốc luôn, nói sư cho con theo sư, con hầu hạ con phục vụ sư. Tôi nói không, hồi nào giờ sư mấy chục năm nay sư sống mình sư quen rồi, tự nhiên có người vô cuộc đời của sư sống thì biết sống làm sao. Thôi thôi đi đó, rồi theo hầu hạ này kia nọ. Sư nói sư đâu có phải là thượng tọa cao tăng đâu mà hầu hạ, sư ăn sư đi, sư đi ra ngoài chợ ra sư thị sư mua sư ăn được rồi đó, khỏi cần hầu hạ. Như là mình không có quen phải không. À, mình có quen nói thôi, có nhiều người họ tới đây lắm, họ xin ở chung với sư, hồi xưa không chịu. Tôi nói bây giờ gì muốn ở, bây giờ ở gần gần đây là tu tập thì sư chỉ cho, chứ còn ở chung với sư tại cái thời có biểu của sư là giờ nào sẽ hành thiền, giờ nào sẽ coi kinh, giờ nào sư sư nghỉ ngơi đó, nó quen rồi tự nhiên có người vô nữa rất là khó. Rồi trở lại vấn đề chính là hoài nghi về nhân. Nhân nghĩa là cái hành động làm, hoài nghi về nhân quả đó vậy. Thí dụ người ta hoài nghi là đúng rồi, quý vị thấy rằng là ở đời có nhiều người á, họ sanh ra ngay cái kiếp sống này á, họ không có đạo đức, cái tâm của họ cũng rất là bỏn sẻn mà họ không có đạo đức, nhưng mà về nói về cái mặt mà làm ăn á thì họ làm đâu trúng đó. Mình thấy họ cũng không có đi bố thí cho ai gì trơn á, họ mở ba bốn cái công ty gì đó, họ làm ăn tiền vô như nước vậy đó, tiền của họ nó vô là tỷ 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 luôn. Nhưng mà xét ra họ xét họ nhìn thấy cái hành động của cái người này là nó ủa cái người này họ đâu có làm cái gì thiện đâu đó mà sao họ giàu vậy, họ không tin nhân quả, nghi ngờ hoài nghi. Nhưng mà họ không biết rằng là cái người này họ ăn ở không có đạo đức á, thí dụ như là họ không có cái lòng thương xót người khác, hoặc là thí dụ họ 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 mướn người ta về rồi bắt đầu họ dùng cái sức lao động của người khác á, làm cho họ thật là nhiều mà họ trả lương thí dụ là rất là ít. Hoặc là ăn ở không có đạo đức đó, thì cái đây là cái nhân, cái nhân cái nghĩa là cái nhân xấu, cái nhân bất thiện, nhưng mà cái nhân này thì nó chưa có cho quả. Còn cái mà họ làm đâu nó được đó đó, làm đâu được đó thì cái quả này á, là nó là thuộc về một cái nhân từ cái thời quá khứ. Bây giờ cái quả nó bắt đầu nó trổ. Thử ra cái người mà hiểu được, học được pháp, hiểu được nhân quả thì họ mới ngạc nhiên. Rồi họ ưa trách lắm vậy, nói chứ tôi thấy cái anh đó, cái cô đó, cái cô Phật tử đó trợ ăn ở hiền lương ghê, cái người rất là thiệt thà, mà cái người rất là tội nghiệp, bằng cái người rất là thương người, nhưng mà sao trời không có công bằng, những người này là phải cho họ phải giàu có là mới phải đó, họ giúp đỡ cho nhiều người đó, đầu họ lúc đó họ bắt đầu họ than trời kêu đất, họ nói rằng là không công bằng, vậy là họ không hiểu nhân quả, họ hoài nghi nhân quả đó. Cái người này bây giờ họ đang gieo cái nhân thiện, có nghĩa là họ không có phản ứng, không có bực bội với lại những người xung quanh đó, thí dụ họ cũng thường gặp những cái người mà nghèo khổ hơn họ, họ cũng có giúp đỡ, nhưng mà đối với cái sự giúp đỡ này nó không có nhiều, thí dụ họ có thí dụ là 200-300 ngàn thì họ cho người ta 30-40 ngàn đó, họ ưa làm từ thiện, nhưng mà do nó họ họ không có phước. Là tại sao, tại vì cái nhân là nhân hiện tại là cái nhân tốt, nhưng mà cái quả mà quả tốt của họ nó không có, đời trước không có bố thí, bây giờ họ nghèo. Thành thử ra họ nghèo, họ muốn có tiền nhiều lắm nhưng mà muốn đâu có đó. Thì thấy có nhiều người họ họ ưa chuyên môn đi làm từ thiện lắm, nhưng mà thật sự ra mình coi cái qua gia cảnh của người này họ nghèo lắm, họ không có đủ, họ đi kêu thêm người khác nữa, họ rủ người khác đi nghe kinh, họ đi hành thiền, nhưng mà người này thì họ nghèo lắm, là thiếu phước.
Khi mà người ta hiểu được đâu là nhân đâu là quả thì người ta không có hoài nghi nữa, cái tâm nó sáng suốt, nó có trí tuệ. Còn này không, tâm si nó hoài nghi nhân quả, rồi hoài nghi tới cái gì mà nó liên quan đến cái vấn đề mà sanh tử luân hồi nữa, không biết mình ở đâu mình sanh lại, ai là cái người. Thì đó họ nói là, có nghĩa là họ nói là Ngọc Hoàng Thượng Đế mà sanh họ ra đó. Họ thí dụ họ, họ nghĩ rằng ở trên trời sanh họ ra, thì họ không biết là những cái mối nó tương quan nhân quả mà để nó sanh tử luân hồi. Chỉ có những cái người này mà muốn hết hoài nghi là họ chỉ có là họ phải nương theo cái giáo pháp của một cái bậc giác ngộ như Đức Phật á, họ sẽ học từ từ giáo lý của Ngài đó, thì họ hiểu tại sao họ có mặt trên thế gian này, cái gì nó cho họ có mặt trên thế gian này. Nếu mà người nào mà muốn tại sao mình có mặt trên thế gian này thì phải phải nghe cái bài Kinh Tứ Diệu Đế à, bài Kinh Tứ Diệu Đế đó. Bài Kinh Tứ Diệu Đế có nghĩa là bốn sự quy diệu mà nó bao gồm tất cả chúng sanh. Tại sao mình có mặt trên thế gian này, rồi bây giờ mình tại sao mình khổ, rồi mình muốn giải quyết cái khổ này không, mà giải quyết cái khổ này là giải quyết như thế nào. À, nó phải có một cái phương hướng, cái cách để giải quyết cái khổ này. À, thì phải học qua một cái kiến thức, một cái sự chứng ngộ của một cái bậc giác ngộ như Đức Phật, thì may ra mình mới có trí tuệ, mình hiểu được cái điều đó. Còn không thôi là chúng ta sẽ đắm chìm hoài thôi á, đắm chìm mãi á. Đó thì nói giờ hôm nay sẽ nói về hai cái tâm, cái thứ nhất là tâm si phóng dật, cái thứ hai là tâm si hoài nghi. Thì khi nào mà quý vị thấy rằng là mình có những cái tình trạng này, có những cái tâm này, thì cho thấy rằng là đó là trong tâm si. Muốn không có tâm si là phải học Phật pháp, phải tu thiền thì nó có trí tuệ, có trí tuệ thì không có tâm si. Trí tuệ là hiểu biết, như nãy giờ thì giải thích đó, thì phân tích đó, nó có hiểu biết đó gì thì tâm si nó không có. À, trí tuệ nó sanh lên rồi thì bắt đầu lúc bây giờ mình mới biết mình làm cái gì. À, còn không là mình làm thêm tham sân si ấy. Rồi sẽ dừng cái này, bởi vì có câu hỏi nào không? Rồi bắt đầu xin nói qua cái tâm quả. À, trao lưu ơi, giao lưu á, bởi vì có cái câu hỏi nào không? Dạ thưa, chưa có câu hỏi sư. À, cô nào hỏi hỏi đi. Dạ thưa sư, cho con hỏi. Thí dụ như một người ta có cái sự hoài nghi, người ta hoài nghi, thí dụ như ta hoài nghi không biết là mình thực hành như vậy có đúng là để mình trở nên một bậc giác ngộ không? Hoặc là như hồi nãy sư nói, khi mà mình có những cái sự suy nghĩ lung tung lang tang đó là si phóng dật, thì mấy cái đó thì con nghĩ là nếu mà bình thường thì chúng sanh là mọi người đều 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 có những cái này như nhau, thì như vậy là mọi người nếu mà có những cái này là đều là bị ngu si hả sư? Thì tham sân si sao nó khôn được, tham sân si sao khôn được. Mình tham sân si là mình ngu si chứ còn gì nữa đó. Nhưng mà mình đâu có hiểu như thế nào là trí tuệ đâu. Tham sân si là nó không có trí tuệ đó, không có hiểu được. Thành thử ra cô thấy là tại sao người ta khổ, tại sao người ta khổ, có phải người ta ngu người ta mới khổ không, đúng không? Tại sao người ta phiền não vậy? Tại vì người ta chấp vô cái tôi đó, mà cái tôi thì nó không có. Nó chấp vô cái bản ngã, nó chấp vô cái xác này. À, thí dụ mình nghe người ta nói, hoặc là thí dụ mình nghe người ta nhìn, người ta liếc mình là cảm thấy bực bội khó chịu. Tại sao? Tại vì mình chấp vô cái tôi, mình cho cái đó là tôi, cái tôi nó bự quá, cái đó là tôi là ngu si á. À, ở đây là nói theo cái vấn đề tu hành, là không có trí tuệ, thế ra mới bị phiền não. À, nhưng mà thật sự ra cái thân của chúng ta là tứ đại mà, đất nước lửa gió mà. Đó. Thấy không? Tâm của chúng ta thì tâm thì nó sanh diệt mà, nó đâu phải là của tôi đó. Nó có hai dạng, một cái là một cái pháp chân đế và một cái pháp tục đế. Nhưng mà mình không có hiểu, mình không có hiểu, mình cho cái tôi là nó bự quá, nên khi mà động tới mình là bắt đầu mình nổi sân lên, mình buồn phiền. Hoặc là thí dụ mình làm ăn mua bán mình cảm thấy không được, hoặc là khi mình muốn một cái gì đó mình nó không có tội nghiệp, bắt đầu mình cảm thấy mình rất là khổ não, buồn phiền, lo âu, thì cái đó là ngu si chứ còn gì nữa, đâu hiểu nhân quả đâu. Đó, mình sống thường thường thôi. Là nói chung là nó tóm lại, tất cả những chúng sanh sống trên thế gian này á, cái sự sinh hoạt của họ đó là luôn luôn sử dụng bằng tham sân si.
À, nên thử ra họ bị thường bị đau khổ, bị phiền não là vậy đó, không có trí tuệ. Có trí tuệ khi nào mà họ tu tập đó, họ có trí tuệ, bắt đầu lúc đó họ mới hiểu. Họ muốn có trí tuệ là phải 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 học pháp và hành pháp mới có trí tuệ, khi mới đau khổ phiền não chứ. Chẳng hạn như bây giờ thí dụ tự nhiên có một cái ký ức nào quá khứ bị đau khổ rồi, bây giờ tự nhiên ngồi cái nhớ lại cái tự nhiên cái đau khổ nữa. À, đau khổ nữa mà cái chuyện nó đã qua rồi, mà cái đó là cái sự sinh hoạt của một cái tưởng quẩn thôi, mình đâu có biết đâu đó. Mình nói là tại sao người ta lại đối xử tôi như vậy, tại sao là như vậy, tại sao vậy, tôi đâu có làm cái gì mà ác nhân thất đức đâu mà người ta lại cư xử tôi là không tốt đó. Mình cứ đưa tôi ta vô thì cái đó gọi là không có trí tuệ, là si chứ còn gì nữa. Một ví dụ mình bị hiểu biết rằng là tưởng nó chỉ là một cái chức năng, nó có sanh là nó cũng có diệt đó, mình hiểu được, mình đâu có hiểu được như vậy. Thì nói tới đây cô hiểu không? Dạ, hồi nãy dạ, thì con hiểu, là sư giảng rộng ra thì con hiểu, nhưng mà nãy con nghĩ con nói là chỉ hai cái tâm si đó thôi, chỉ hai cái tâm si đó thì nó cũng là một dạng Đó đúng rồi. ngu Đó, tại một nó thuộc về, còn nếu mà sau này sẽ giải cái bài mà tứ diệu đế là cái tâm si nó trên một cái diện rộng nữa, vô minh á. À, vô minh nó duyên cho hành á thì nó lại trên một cái diện rộng nữa. Tâm si này á, là nó cho ra một cái quả để tái sanh vô bốn đường ác đạo, là sau khi kiếp sống này là họ sẽ rơi vào một cái loại súc sanh, bị người ta giết. Họ sẽ rơi vào một cái hạng chúng sanh ngạ quỷ, họ rơi vào một cái hạng chúng sanh mà rớt trong cái địa ngục, có chịu đau khổ cả thân lẫn tâm. Thì cái đó là cái thành quả của tham sân si đó. Rồi một một dạng nữa là cũng là vô minh, nhưng mà họ tránh được bốn cái đường ác đạo đấy mà họ sanh về cõi cõi người hoặc là cõi chư thiên. Thì cái dạng này thì cũng vẫn là còn tái sanh, cũng vẫn là có vô minh, nhưng mà nó tránh đi xuống bốn cái cõi khổ kia. Đó là tại sao, tại vì họ vẫn còn sanh tử luân hồi, thì cái này nó cũng thuộc về một cái dạng vô minh chứ không phải là có trí tuệ. Đó là một cái dạng trí tuệ, là nó có ba dạng luôn. Một dạng là họ đi xuống cõi thấp, một dạng là họ sanh vào cõi vui, cõi vui là cõi chư thiên á, rồi cõi người á có phước á, mọi người mình phải người người có phước nha. Rồi một dạng nữa là tu tập hiểu được cái vấn đề mà sanh tới sanh lui sanh ngược, là dù sao chăng nữa thì nó cũng vẫn còn quanh quẩn trong cái sự đau khổ. Bắt đầu họ chán, họ nhàm chán, bắt đầu họ hướng đến một cái đích giải thoát, bắt đầu tất cả những cái điều thiện mà họ làm nó hướng đến cái sự mà ra khỏi cái dòng sanh tử luân hồi này, thì cái đường đó là cái đường đi theo Đức Phật á. Cái đường sau này trở thành bậc thánh nhân á. Còn thí dụ thì thấy rằng là phân tích chừng hai cái cõi thôi, sư để cõi khổ quan bên nha, thì nói cõi người là cõi chư thiên thôi đó nha, mà bây giờ thấy nó có sự khác nhau nè. Bây giờ bảy cõi vui dục giới thì đó là một cõi người, là sáu cõi chư thiên nữa, thì hai cái này nó gộp lại là gọi là bảy cõi vui dục giới. Còn cõi vui là nó không bị khổ như cõi địa ngục. Thì bây giờ thấy là hai cái cõi này thì hai cái cảnh giới này thì nó cũng đã có sự khác nhau rồi. Vì thấy vậy cõi người hơn nó gặp rất là nhiều rủi ro, chẳng hạn như bây giờ bây giờ thấy rằng là bị động đất này, không bị lửa đốt cháy này, không bị mưa nước lụt cuốn trôi này, rồi bị trộm cướp này, bị người ta đâm chém này đó, rồi nó bị vô vàn những cái sự nguy hiểm đó, rủi ro rình rập đó. Còn cái cõi chư thiên á, mà được sanh về cõi chư thiên rồi đó, thì ở trên đây không có cái vụ động đất, cũng không có cái vụ mà lửa cháy nhà hoặc là cháy rừng như bên Hawaii, không có. Rồi cũng không có nhà tù, cũng không có thuốc xì cây ma tí, cũng không có ai rình rập lại lấy dao giết mình đó. Rồi cũng không có khổ gì bởi vì thất nghiệp phải đi làm công kiếm công ăn việc làm, cũng không có lo sợ bởi mất mùa mất màng đó. Rồi cũng không có buồn khổ bởi vì cái tóc của mình nó bạc, cái da của mình nó nhăn, là cũng không có buồn khổ, mắt của mình nó mờ, tai mình nó điếc, không có. Nên cõi chư thiên là mấy cái này không có. Thì ra gọi là khi mà họ sanh là cõi chư thiên là họ hưởng ngũ dục công đức, họ luôn luôn là họ đầy đủ các cái vật chất. Rồi nói về cái dung sắc của họ là họ sống mấy ngàn năm, nhưng mà họ sống dù nếu mà tính cõi đạo lợi thì sống tới 36 triệu năm của cõi nhân loại á, mà cái nhan sắc của họ tầm khoảng cái người khoảng 16 tuổi à. Họ không có cái bị những cái đau khổ như người nhân loại, nhưng mà sau khi họ hết tuổi thọ đó thì nó có những cái dấu hiệu, chẳng hạn như họ thấy là mồ hôi trong người nó chảy ra, hoặc là những cái bông hoa mà đeo trên người á bắt đầu có tự nhiên nó bị bạc, nó bị héo đó, hoặc là cái y phục mà họ bận bắt đầu nó bị bạc màu. Hoặc là thí dụ họ thấy rằng là cái sức lực của mình nó không còn mạnh nữa, rồi họ thấy rằng là tự nhiên họ không có muốn thụ hưởng dục nữa.
dục lạc nữa, thì cho thấy rằng là cái lúc đó là bắt đầu tiên cái tuổi thọ của họ hết đó, họ biến mất cái chỗ đó, bắt đầu họ tái sinh vào chỗ khác đó. Chư thiên á, giữa cõi chư thiên với lại cõi người mà nó còn có những cái sự khác biệt với nhau rất là lớn. Mà sanh lên được chư thiên á, là tại sao phải sanh được chư thiên, nó có những cái nhân tố mà sanh làm chư thiên là họ phải giữ giới lúc mà họ làm người á, họ phải giữ giới, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu đó, hoặc là thí dụ họ có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng đó, hoặc là thí dụ họ bố thí, họ cung kính, hoặc là họ tu thiền đó, họ làm rất là nhiều cái thập thiện nghiệp đó, thì cái nhân đó đó thì nó cho cái quả. Sau khi cái người đó chết với cõi người thì lập tức nó xuất hiện ra một một cái ngũ quẩn ở trên cõi chư thiên, thì nó tùy theo cái phước báo mà họ, khi mà nó xuất hiện ra một trong một cái tòa lâu đài đó thì họ sẽ ở được trong một cái tòa lâu đài đó, để xung quanh đó là có rất là nhiều người theo hầu hạ họ, rồi bắt đầu từ đó đổi về sau họ ở trên đó, họ bắt đầu họ họ hưởng cái ngũ dục công đức mà trước đây họ làm. Và giữa hai cái cõi này một loại gì thấy nó rất là khác nhau, cõi người nó cũng là vui đó. Nhưng mà cõi người nó có một cái là nó có đau khổ vậy, nhưng mà người ta cũng có thể dựa trên cái sự đau khổ đó người ta tu tập, à, người ta tu tập ta chứng được đạo quả. Rồi nó cũng ở dưới cõi người này thì họ tạo rất là nhiều cái thiện nghiệp mà họ để bổ sung cái ba la mật, à, nó dễ hơn tại cõi chư thiên. Tại chư thiên người ta sướng quá, à, còn dưới đây thì người ta có rất là nhiều cái đối tượng mà rất là nghèo khổ để mình bố thí, bố thí để mình nguyện ba la mật, à, mình phục vụ. Còn ở trên đó ai nấy cũng cũng đâu có ai đâu mà nghèo đâu, bố thí đó. Đó, hai cái cảnh giới cũng là cõi dục mà chư thiên cái loại người là nó khác nhau vậy đó, mà nói cõi khổ thì nó còn khổ hơn nữa, ghê hơn nữa. Cái gì hỏi nữa không vậy? Dạ, thưa các cô Liên có câu hỏi hay chưa? À. Dạ, mời cô Liên, cô Liên. Dạ, thưa cô sư, con kính chào sư ạ. À. Dạ sư, sư cho con hỏi, nếu như mà như vậy trên cõi chư thiên á sư, là trên đó nếu như là có cái cơ hội để mà mình học, để mà mình tu tập tiếp không thưa sư? Có chứ. Tại vì cái người mà từ phàm mà chứng đạo quả nó có trong 17 cõi lận. Dạ. 17 cõi từ phàm có thể chuyển đạo quả đó, thì trong đó là cõi nhân loại là một nè, sáu cõi trời chư thiên là bảy, à, và ba cõi sơ thiền, là ba cõi nhị thiền, là ba cõi tam thiền, à, bảy bảy với lại chín là nhiêu 16, à, chia cõi quảng quả nên là 17. Như vậy là chúng sanh đó, phàm mà có mặt trong 17 cõi này là có cơ hội đầy đủ ba la mật đó, đầy đủ ba la mật mà là người tam nhân nữa thì họ sẽ có cơ hội chứng đạo quả trong 17 cõi. Trong 31 cõi thì có 17 cõi, à, phàm nhân thì đắc đạo quả trong 17 cõi đó, trong đó có cõi chư thiên, cõi nhân loại. Thế ra cô thấy rằng là khi mà cái hạ thứ bảy đó, Đức Phật ngài lên trên cõi trời đạo lợi, ngài thuyết pháp đó, thì tới 800 triệu vị chư thiên đắc đạo quả, 800 triệu vị nha, chư thiên chứng đạo quả sau khi mà Đức Phật thiết cái tạng Abhidhamma trong 3 tháng tính theo cõi nhân loại đó, 800 triệu vị chứng đạo quả. Rồi được chưa ạ? À? Dạ thưa sư, nếu mà như vậy thì giống như trên đó là vẫn có những vị là như những có vẫn có cái sự phân biệt, là như là có những vị như như là có trình độ thấp, rồi có những vị có trình độ cao sẽ độ lại cho những vị thấp y như dưới cõi người vậy hả thưa sư? Thì trên đó cũng vẫn có chứ, vẫn có thuyết pháp rồi chứ, vẫn có tu tập rồi chứ, nhưng mà Dạ. họ họ sung sướng thì nó nhiều hơn Dạ. nè, sung sướng thì nhiều hơn, nó tránh bớt một cái số khổ mình sẽ kể như con người nhân loại đó. Dạ. Người nhân loại thì quá kinh khủng, quá nguy hiểm đi, và chư thiên thì không có mấy cái đó. Dạ. Sau cái Dạ. phần quy y pháp mà sau cái phần mà người và cõi thì cái đó là phân tích rõ lắm. Ví dụ Dạ. là chúng sanh ở cõi tứ thiên vương thì như thế nào, là chúng sanh ở cõi đạo lợi ra sao, cái sự sinh hoạt như thế nào, cái phần đó là cái phần của cái như là chương chương 4 của cái của quy diệu pháp, Dạ. người cõi và Dạ. nghiệp đó, sẽ giải thích người có bao nhiêu hạng người trong thế gian, là có bao nhiêu hạng cõi, là bao nhiêu cõi, là bao nhiêu người và nghiệp, nó bao nhiêu loại nghiệp đó. Dạ, dạ Đây con xin cảm là ơn những sư cái ạ. à, cái này là những cái bài tiếng Pháp là xin nói sơ sơ thôi. Dạ, con cảm ơn sư ạ.
Rồi bây giờ nói tới tâm quả ha. Nói tới tâm quả. Quý vị có nghe tâm bảo vô nhân nè, quý vị có nghe tâm bảo, ai nói cho quý vị nghe tâm bảo vô nhân chưa? Tâm quả vô nhân. Có nghe không? Chưa nghe hả? À, tâm bảo vô nhân này có nghĩa là cái tâm này nó nằm trong 121 thứ tâm á. Đó, thành thử ra cái học của diệu pháp này cũng hay là ta biết hết tất cả các loại tâm. Đó. Cái tâm quả vô nhân này thì nó có hai dạng. Đó, có hai dạng. Một là tâm quả bất thiện, hai tâm quả thiện. Đó, mà gọi là vô nhân có nghĩa là nó không có nhân kết hợp với nó. Nhân có nghĩa là nhân tham, nhân sân, nhân si. Đó, là ba nhân bất thiện á. Rồi nhân vô tham, vô sân, vô si là ba nhân thiện, nó không có hợp trong cái tâm đó. Thì mới gọi là tâm quả vô nhân, chẳng hạn như cái thấy. À, bây giờ thấy người ta cũng làm người nhưng mà người ta thấy những cái cảnh xấu á, mắt thấy cảnh xấu, chẳng hạn như người ta thấy những cái cảnh mà bây giờ mình đang ở, bắt đầu tự nhiên ở đâu mà nó bom rơi đạn nổ, cái nó phóng tới, nó làm cho mình cháy nhà cháy cửa, nó làm cho mình coi như là lũ lụt cuốn trôi, làm nhà cửa của mình điêu tàn hết, thì cái này là nhãn thức thọ xả và bất thiện vô nhân. Đó, thì cái thấy này là thấy cảnh sắc xấu. Đó, thấy cảnh sắc xấu. Rồi cái nghe, mình nghe những cái tiếng bom đạn, hoặc là mình nghe những cái tiếng chửi rủa, mình nghe những cái tiếng rất là kinh khủng. À, thì cái nghe này gọi là nhĩ thức thọ thọ xả quả bất thiện. Thì những cái quả này mà nó có đó thì nó là cái kết quả của mình xài của 12 cái tâm bất thiện trước đó. À, rồi quý vị thấy cái mùi á, cái mùi mùi xấu á, đâu có phải ai cũng hửi được cái mùi tốt đâu quý vị. Có nhiều chúng sanh ở ở gần những cái khu ổ chuột á, ở gần những cái chỗ mà ống cống, hoặc là ở gần mấy cái chỗ mà nó rất là thúi, mà nó rất là kinh khủng lắm, mình đi ngang qua thôi là mình đã chịu không nổi rồi, nhức đầu rồi, mà họ ở đó. À, họ hửi cái mùi đó đó, do nó cái nghiệp mà nó xui khiến họ phải ở cái chỗ đó hửi cái mùi đó, thì là gọi là tỷ thức thọ xả quả bất thiện, họ hửi cái mùi đó là cái quả. À, thấy không? Rồi thiệt thức thọ xả quả bất thiện là có nghĩa là thức ăn á. À, thức ăn á thì gọi là thức ăn xấu á. Vì thấy rằng là xin nhắc lại thôi, vì thế có nhiều người họ ăn, họ không có ăn 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 chính, ăn đồ ăn nấu đàng hoàng, họ ăn dạng như họ ăn xác chết, hoặc là thí dụ họ ăn những cái gì mà nó rất là thúi, rất là dơ. Nhưng mà đợt đầu cũng có một cái clip ở trên bên Philippines đó, thì biết thức ăn cái này cũng kể là thức ăn của những cái người mà sống trong cái khu ổ chuột của một cái nhóm mà nhóm nghèo bên Philippines đó, họ quay cho mình thấy luôn á. Tôi cũng mới coi như thế này, cái thức ăn của họ là ở trong các nhà hàng, trong các cái tiệm ăn mà nó ăn xong rồi nó ăn ba cái xương gà xương heo mà nó ăn hết rồi, nó còn dư là một hai ba cái chút thịt ở trên cái xương đó, thì nó đem nó đổ vô trong cái thùng rác á, rồi nó đem ra đổ vào cái bãi rác, thì cái người dân ở đó nguyên cả một cái khu đó, bắt đầu họ tới họ bươm móc cái rác lên, họ lấy ba cái rác họ bỏ đi, họ lấy cái xương đó, họ dồn lại bắt đầu họ đổ trong cái xô đó, họ về bắt đầu họ bỏ gia vị vô, bỏ muối, bỏ tất cả màu mè vô, họ gia vị rồi bắt đầu họ nấu lên lại, bắt đầu họ lấy cái đó đó họ bán lại cho những người nghèo ăn, hoặc là họ ăn luôn cái đó, gọi là cái thức ăn họ ăn bằng cái đó đó. Đó, vì thấy không, nó rất là kinh tởm, nó đổ vào cái đống rác mà ra lựa ăn, thì cái đó là thiệt thức thọ xả và bất thiện, ăn những cái mà dơ giấy, những cái mà gọi là những cảnh xấu á đó. Đó, đó là quả đó. Rồi thân thức thọ khổ, cái thân của họ lúc nào cũng bệnh đau, cái thân của họ bị người ta đả thương, bị người ta đánh đập. À, cái thân họ tiếp xúc là những cái sự đau đớn, chẳng hạn như có nhiều người họ sanh ra mới mới có 4 5 tuổi à, cái bị suy thận đó, rồi từ đó về sau là cái thân thức họ khổ hoài vậy đó. À, rồi bắt đầu bị hư tỷ đó, mà khi mà nó bị suy thận hư tỷ vậy là cái thân họ luôn luôn nó khổ. À, đây được gọi là thân thức thọ khổ quả bất thiện vô nhân. À, như vậy thì những cái quả này nó có là nó thành quả của 12 tâm bất thiện. Cũng như ngày xưa có một cái vị trụ trì đó phỉ báng một cái vị A La Hán. Sau đó phỉ báng vị A La Hán rồi sau sau đó đó. Thì cái người này sanh lại đó, thì cái quả nó đổ cho cái người này á, là tại vì người này là ăn toàn là ăn những cái đồ mà toàn là dơ giấy không à. Tại cái lời phỉ báng đó là bằng tâm sân. Đúng không? Nói rằng là ngài đừng có ăn vật thực, mà thí chủ đem lại cúng cho ngài. Ngài nên ăn phân đi là tốt hơn.
đó, thì cái lời phỉ báng đó là cái lời phỉ báng nó bằng tâm sân, tâm ganh tị. Thì sau này á ông sanh trở lại đó thì ông sẽ ăn những cái đồ dơ, tại vì là cái thành quả của cái ăn ở đồ dơ là cái quả của cái tâm bất thiện của cái đời trước, của lúc trước. Rồi ông nói rằng là ngài đừng có nằm trên giường, ganh tị mà thấy người ta sắm giường cho ngài nằm á đó, ganh tị đó, ngài nằm dưới đất đi đó, thì do nó cái tâm ganh tị đó nó cư xử như vậy đó, phỉ báng như vậy đó, thì sau này nó cho cái quả là cái ông này ông cứ nằm dưới đất không à, không có giường mà ông nằm được, rồi ngài đừng có bận y đó. Đó, thì sau này y chang là ông không có bận y được nữa. Ra bây giờ bởi vì thấy rằng những cái người nào mà họ năm cái cảnh xấu này mà họ hưởng á, họ họ bị năm cái cảnh xấu này là do nó, đây là cái quả của họ, phải sanh vào được một cái vùng đó hay trả cái quả đó. Tại sao cũng là vợ chồng ưng nhau, hai chồng ưng nhau mà cái người chồng á là luôn luôn là lo lắng cho mình, cái người chồng luôn là thương mình, luôn luôn là nói những cái lời không có làm mình tổn thương à, là cái đây là nhĩ thức, mà nhĩ thức á, thọ xả quả quả thiện đó. Tại sao họ ưng nhau nhưng mà cái người chồng này á, là họ chửi mình hoài, uống rượu vô là cứ chửi hoài đó, đánh mình hoài, chửi mình hoài đó. Khi mà người chồng đánh mình á, thì đó là mình thấy người chồng mình đánh mình á, là nhãn thức thọ xả quả bất thiện. Hoặc là khi mà mình sanh ra mình ở, mình không có được cái nhà ngon lành, mình ở cái nhà toàn là cái nhà rách không à, cái nhà mà nó nghèo nàn mà, xin lỗi á, cái ở dưới đó cũng không có được là tráng xi măng hay là cũng không có lót gạch bông nữa, ở toàn là đất không à đó, rồi cũng nằm dưới đất luôn. Đó là nhãn thức thọ xả, những cái mình thấy á, cái nhà mình nó không có ở là nhãn thức thọ xả và bất thiện à. Thì những cái quả này á, là do nó cái đời trước á, là mình bị cái tâm bỏ sẻn keo kiệt, không có bố thí à, thế ra sau này nó cho cái quả đó. Rồi chưa nói cái nhiều cái quả nữa, đã vừa nghèo vừa bị người ta hành hạ mà vừa ngu dốt mà vừa không có sắc đẹp nữa, đó là tất cả những cái này là những cái thành quả của 12 tâm bất thiện. Thành thử ra quý vị thấy rằng là ở trên đời này chúng sanh nó đa dạng lắm à, nó đa dạng vô cùng. Mình nhìn cho kỹ mình thấy ủa người này cũng là người mà hai người này ở gần bên, mà cái người này thật là cái tướng rất là đẹp và rất là sang mà giàu nữa, còn cái người kia vừa bệnh đau mà vừa nghèo mà vừa rồi rất là thói hư tật xấu nữa à, đó là cái luật nhân quả không ai cho hết trơn á, phải làm gì thì nó ra đấy à, gì thấy không. Rồi nhãn thức thọ xả và bất thiện, nhĩ thức thọ xả và bất thiện, tỷ thức thọ xả và bất thiện, thiệp xích thức thọ xả và bất thiện, thân thức thọ khổ à. Rồi nó tiếp thâu á, là một cái tâm này nó cũng tiếp nhận lại năm cái cảnh đó, rồi nó thêm một cái tâm để quan sát, thì cái tâm quan sát này đó nó quan sát năm cái cảnh này, thì cái tâm quan sát này nó thêm có một cái chức năng nữa, thì bổn phận của nó sẽ tiếp tục làm cái việc tục sinh tái sinh hoặc là đầu thai à, cái này là cái quả này, cái quả đầu thai này của người sử dụng tâm bất thiện tham sân si à, đi tái sanh các cõi. Như vậy thì 12 tâm bất thiện nó cho ra 7 cái quả tâm bất thiện đó, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, tiếp thâu, quan sát. Thì tâm quan sát này thì nó có một cái chức năng nữa là nó làm việc tục sinh đầu thai á, tái sanh cho cái người đó cái cuối đời sắp sửa chết à. Thì sở dĩ nó có cái này đó là do nó họ hành cái đó, hành động những cái đó. Còn cái người mà mắt thấy cảnh sắc tốt chẳng hạn, quý vị thấy rằng là họ cũng là người mà tự nhiên họ sanh, tự nhiên nó đưa đẩy cho họ, sao tự nhiên họ sanh ra một cái gia đình rất là giàu có, bắt đầu họ được ăn học sung túc, cha mẹ hoặc là yêu thương xung quanh họ toàn là người tốt không à, rồi bắt đầu thì họ được vô ở một cái khu chung cư xung quanh nó có rất là nhiều người bảo vệ họ coi à, rồi họ mở mắt ra họ thấy toàn là cảnh đẹp không, cảnh tốt không, rồi cái lời họ nghe họ không bao giờ nghe tiếng súng, tiếng bom, tiếng đạn, tiếng chửi rủa à, rồi thì họ ăn những cái món toàn là cao dương lương mỹ vị không à. Đó gọi là thiệt thức thọ xả quả thiện, có nghĩa là những cái món ăn của họ có đôi khi họ ăn một cái tô bún thôi mà nó lên tới hàng triệu, thì thấy có nhiều người họ ăn rất là sung sướng, mà những cái người mà nghèo cứ nghĩ rằng là chắc là mơ ước thôi chứ bao giờ có đó. Họ ăn mà họ ăn ăn tôm hùm này, ăn bầu ngư dây cá này, ăn
ăn rất là nhiều cái thứ mà rất là đắt tiền mà người người nghèo họ mơ à. Trong mơ à. Người nghèo ăn khoai ăn bắp được không à, mà người khổ nữa thì ăn toàn là cái thứ dơ giấy không, mà bởi vì thấy những người mở châu Phi á, trời ơi họ ăn cái gì mà cái bao tử mà của con nai con hươu á, nó sống gì mà toàn là phân không, mà họ lấy cái dao họ xẻo ra cái bỏ miệng họ nhai 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 rồi nuốt xuống ăn, trời ơi, ăn cái kiểu ăn ăn càng ăn vô thì nó càng bệnh nữa. Thì khi mà họ ăn cái đó là thiệt thức đó, thiệt thức thọ xả và bất thiện, thì họ ăn cái đó đó là cái cảnh vị, là cảnh vị xấu. Khi họ ăn vô cái thân của họ nữa thì nó không được khỏe nữa, thì tiếp tục là cái thân thức họ khổ nữa đó, thấy không đó. Rồi thí dụ một cái người mà thí dụ mình đang ở ngon lành cái chỗ đó, tự nhiên cái ở đâu đang ở ngon lành tự nhiên cái quả xấu nó tới, cái họ đem tới cái tự nhiên cái họ làm một cái chỗ để chứa rác, bắt đầu từ đó đổ về sau là cái nhà mình ở cái chỗ đó toàn là rác không, bắt đầu hửi cái mùi dơ giấy muốn chết luôn, rồi bắt đầu họ đốt khói ra nữa để cho mình hửi thêm nữa đó, cái quả nó trổ vậy đó. Nè, hệ mà sống á, mà cứ hễ chút buồn chút thương chút giận chút ghét, hễ cứ tham sân si tham lam sân hận quá bị thế, người ta tham lam người ta làm ác nhân thất đức lắm, cái tâm tham lắm, mà đối với cái tâm tham nó sanh, không phải là nó lựa người, không phải là người nghèo nó mới sanh, ngay cả một cái người mà họ cao hiếu rộng mà có trí thức á, họ làm cán bộ làm đồ vật gì họ tham nhũng không, họ ăn 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 trên ăn trước mà họ rất là giàu, nhưng mà họ còn tham nhũng nữa, họ còn lấy những cái đồng tiền mà của những cái người mà dân nghèo dân đen nữa, không thì cái đó là cái tham mà họ tạo tạo bất thiện, họ tham mà thậm chí là lẽ ra là họ phải làm, họ làm cho dân người ta nhờ, nhưng mà ngược ngược lại cuối cùng cái tâm tham nó sanh khởi lên, mà họ đi mua thuốc giả đó. Thay vì họ mua cái thuốc ung thư là cái thuốc thiệt, bây giờ họ bán cho dân nghèo, nhưng mà họ đi mua cái thuốc giả họ bán giá cao để cho dân nghèo sử dụng, thì cái đó là được gọi là cái lòng tham đó, nó tạo ác nghiệp, rồi họ vẫn làm, rồi cuối cùng kết quả của những cái người mà vừa có trí thức mà vừa giàu có đó thì họ vô tù hơn ngồi. Để thấy tâm tham nó đưa đẩy đi không? Nhân hiện tại là thấy khổ thấy không? À, chưa tới cái chuyện tương lai nữa. Thành thử ra tham sân si là nó ghê lắm gì? Thành thử ra nó suy nghĩ là nó thấy người ta nhìn nó bằng một cái ánh mắt khinh thường. À, nó suy nghĩ là nó thấy mắt này, mắt thấy cảnh sắc này, thấy người ta nhìn mình. Nhưng mà nó đoán ra là cái người đó nhìn mình bằng một cách khinh thường, bắt đầu nổi lên tâm sân. Khi mình nổi lên tâm sân, bắt đầu nuôi dưỡng cái tâm sân này. Nó sàng qua sàng lại, đã rút dao đâm ta chết rồi. Đó. Ở tù. Mà cái chuyện đó là cái chuyện xin xã hội mình thấy đầy luôn, ngày nào cũng có hết trơn, không có ngày nào mà không khỏi, không có ai giết người, không có ngày nào mà không có giết người hoặc là tai nạn hết trơn. Mà làm sao mình thấy được cái trạng thái tâm của nó nè, đợt rồi sư có về Phan Rang, mà mình cũng nhờ tu tập á, mình mới xử lý được cái vấn đề này, để chia sẻ vấn đề này cho quý vị thấy nè. À, khi mà sư về Phan Rang đó thì sư đi đến đâu là sư cũng tự tự túc ăn uống đến nấy à, không ai hầu hạ mình cả. À, thử ra ở đây người ta có đôi khi người ta tới hỏi ủa ai là cái người hộ độ sư, ai là người nấu ăn sư, tôi nói không, tôi ăn sẽ đi tìm sư ăn à, không ai hộ độ trơn, họ ngạc nhiên gì lắm, họ thấy mình là pháp sư rồi mà đi nói cái kiểu mà đi ăn mà đi tìm ăn như là cái người mà cảm thấy rằng là khổ sở, nhưng mà thật sự ra cái môi trường cuộc sống như vậy mà đó. Cái sư giờ Phan Rang, sư giờ Phan Rang thì cái bữa đó là sư đi với một sư nữa, sư đang đứng ở trong bếp sư nấu ăn, cái bữa đó là 10 giờ trưa rồi, 10 giờ trưa thì lúc bây giờ sư thấy nghe chó sủa, cái sư nhìn ra cửa sổ thì sư thấy có bốn vị sư đang thập thọ trong cửa sổ, bắt đầu khi mà sư thấy bốn vị sư này là sư nổi sân lên, tại sao mình thấy bốn vị sư này mình nổi sân là tại vì cái ý của mình nói rằng là những cái người này họ tới mà họ không báo cho mình biết, thì thấy không, khi mà mắt thấy cảnh sắc á là nó nổi sân lên, khi nhìn thấy bốn người này là mình bực bội rất là khó chịu, tại vì sao, tại cái tâm nó không muốn, tại sao ta tâm nó muốn, tại ý nó nói rằng là khi mà ví dụ mình tới nhà người ta đó là mình phải báo trước cho người ta là người ta chuẩn bị này kia cái nọ, bây giờ tự nhiên mình ập đến cái mình đứng trước cửa nhà người ta không thích, đó là cái tâm của mình nó phản ứng là cái tâm sân đó, thì lúc bây giờ nó rất là khó chịu mà nó rất là bực bội dữ lắm. Cái sư mới quan sát cái tâm sân đó thì sư xuống sư nói cái sư mà đi chung sư á, sư nói sư là sư ra sư coi thử cái có mấy sư nào là tới trước cửa kia, thì cái ông sư đi với sư là ông nó chết rồi, cái kiểu này chắc bể rồi, cái kiểu này chắc ông sư thái mà ông lên mà ông sân mà ông đậu ông nổ nạt cái chắc mấy ông này chắc cũng tiêu quá. Cái ông sư đó ông suy nghĩ gì, ông nói rằng là bây giờ mình cũng không biết, mình đứng cưa giữa mình cũng không biết tính sao nữa đó, để coi thử cái câu chuyện xảy ra như thế nào, ông rất là lo đó. Thì trong đó là sư quen cũng có mà sư lạ cũng có, cái sư cứ lúc đó bây giờ cái sư mới quan sát cái tâm sân hoài, sư nói trời cái tâm sân này khi mà mình lên mình nói là một coi chừng nó nói ra toàn là nó phun lửa không á, nó phải giỡn đâu. À, cái sư cứ quan sát hoài thì chánh niệm tâm sân nó hoài,
Khi lúc đó mấy sư đang chờ, sư ở trên cái chỗ phòng thờ, cái sư vô, cái sư đắp bị về trái, cái sư lên sư đi, sư cũng quan sát cái tâm sân nữa, sư cứ canh canh chừng nó hoài, sư quan sát, cái sư vừa lên tới cái chỗ chánh điện cái tâm sân nó mất. Thì do nào mình có chánh điện thì cái tâm sân nó mất. À, thì khi mà sư bước vô rồi thì khi mà bước vô rồi thì nó thay đổi tâm rồi, à, nó thay đổi tâm mà nó không sân nữa. Thì lúc có sư hỏi, ủa mấy sư ra đây lên đây thăm là mấy sư đi đến 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 đây thăm là hay là đi đến một cái chỗ khác mới tới đây, thì mấy sư nói rằng là tụi con đến một cái chỗ khác rồi tụi con lên đây thăm sư luôn đó. Rồi cũng ngồi nói chuyện đồ bình thường đó, nhờ có chánh niệm, nhờ có tu tập hiểu được cái tác hại của tâm sân đó. Nên từ lúc bây giờ chánh niệm bà thì cái tâm sân nó diệt đi đó. Rồi khi mà bắt đầu nói chuyện giao giao tiếp á, thì nó bằng cái tâm thiện, thì khi mà cái tâm thiện nó nói chuyện mà giao tiếp vậy á, thì nó rất là đem lại cái sự lợi ích, nó làm cho người ta không bị phiền não, không khó chịu. Thay vì mình nói tại sao mấy sư tới đem sư không báo cho tôi, mấy sư làm gì mấy sư có được không, nếu mà mình nói bằng tâm sân thì sẽ, nó sẽ nói như vậy, tôi không có thích cái chuyện này xảy ra, từ đây về sau mấy sư đừng tới nữa, nếu mà mình nói bằng tâm sân nó sẽ nói như vậy á. À, còn cái này không, cho nên là sư hỏi rằng là mấy sư đến đây là mấy sư đến thẳng ở đây chơi hay là mấy sư đến chỗ khác, mấy sư tới đây đã đồ ngồi nói chuyện xong xuôi hết rồi, hỏi mấy sư định ăn cơm đâu, nói dạ có đồ ăn trong bát đó, thì có đồ ăn trong bát thì mời mấy sư ở đây ăn luôn, rồi vô bếp thì có cái gì thì múc ra cho mấy sư luôn, làm phước luôn đó. Như vậy thì tham sân si hay là tâm thiện thì nó sanh qua 6 căn: mắt tai mũi lưỡi thân và ý, nó tiếp xúc cái cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, mùi, cảnh xúc. Rồi bây giờ mình xử lý như thế nào đó. Thì sau khi mà mấy vị kia đó, ở đó bắt đầu ăn cơm rồi xong xuôi hết rồi, bắt đầu mấy sự kia đi về đó, thì cái sư ở chung sư nó trọ vậy, mà con có suy nghĩ rằng là chắc có lẽ lần này là sư lên là sắc bực bội, sư phan ra những cái câu mà thật là khó nghe mà con cũng rất là sợ, nhưng mà con không ngờ rằng là mỗi cái chuyện nó phải như mình suy nghĩ. Nó nói sư suy nghĩ là chuyện khác, mọi chuyện nó xảy ra là chuyện khác, có đôi khi mình suy nghĩ nó không đúng đâu, mình suy nghĩ nó sẽ xảy ra cái chuyện đó, nhưng mà thật sự ra tâm tâm nó luôn luôn nó thay đổi mà đó, chứ không phải là mình ngồi vậy đó mình nhắm mắt mình hành thiền không, mà mình không không đó, đó mình xử lý được tham sân si không là khi mà mình đụng vào những hoàn cảnh đó. Đó, mình đụng vào hoàn cảnh đó mình có chánh niệm, mình có trí tuệ, mình có hiểu là khi mà cái sự sinh hoạt của cái tâm sân này nó như thế nào, khi mà cái sự sinh hoạt của chánh niệm và trí tuệ thì nó cư xử như thế nào đó. Thì như vậy thì mình sẽ không có những cái sự nuối tiếc về sau. Còn nếu mà mình để cho tham sân si á, nó hoạt động ra bằng thân bằng khẩu á, thì mình sẽ bị hối hận về sau đó. Khi mình đau khổ đó, mình đau khổ xong người ta đi rồi mình cho tiếp tục mình đau khổ nữa. Đó là như vậy. Tu là phải hiểu được cái tâm của mình. Có được rồi, hết giờ rồi. Nó nói lại hết giờ. Sư cho con có lời tán thán, con rất là tri ân những cái lời chia sẻ của sư, rất là hữu ích mà rất là thích thú, rất là hoan hỷ cho tụi con học hỏi từ những cái chia sẻ cá nhân của sư như vậy, nó rất là hữu ích sư. Con tri ân sư. À. Sư tiếp tục với quý vị, nhưng mà tôi không biết lúc nào ngưng, mà bây giờ thì tôi vẫn tiếp tục. À, ngày 27 á, ngày 27 này thì có một cái nhóm họ thỉnh sư xuống Long An á, mở một khóa thiền 3 ngày. À, mở một khóa thiền 3 ngày là cái nhóm đợt trước đó gì? Đợt trước sư có mở cho họ một cái khóa thiền. Tự nhiên họ hoan hỷ quá, bây giờ họ muốn sư mời tôi đi thêm khóa nữa. Nhưng mà do là sư không có nhiều thời gian thì cho họ 3 ngày. À, ngày 27, 28, 29, ngày 28, 29, 29 là ra hạ rồi đó quý vị. Đó hạ rồi, ngài thiền sư Lý Dũng ngài sẽ đâu bên Myanmar đó, ngài sẽ về Việt Nam, rồi sau đó bắt đầu ở thời gian ngài về Mỹ, chắc là lẽ ngài quý vị cũng sẽ gần gặp ngài lại rồi đó. Như vậy cái ngày 29 đó là nó đúng ngay cái ngày chủ nhật của tụi con đó, có làm sao không sư? À, cái ngày thứ hai đó mà nếu mà muốn đó, thì sẽ xách cái máy đi theo luôn. À, sẽ xách cái máy theo luôn, rồi sư sẽ nói với họ là tại vì cái chương trình của sư là buổi sáng từ 8 giờ cho tới 9 giờ đó là sư sẽ hướng dẫn cho họ thực tập thiền. Từ 4 giờ tới 5 giờ là sư sẽ thuyết giảng một bài pháp. Từ 7 giờ tối á cho tới 9 giờ là sư sẽ cho họ hỏi đáp thắc mắc những cái gì nó liên quan trong cái đời sống tu hành. Đó, như vậy thì cái sự sinh hoạt của sư một ngày nó sẽ ba ba cử. Nhưng mà nếu mà muốn thuyết pháp cho quý vị á, thì sư đem máy theo cũng được. Quý vị muốn Dạ. nghe không? Hay là nghỉ nghỉ bữa đó? Thôi nghe đi sư, nghỉ nghỉ bữa hổm một lần rồi. À. Vì muốn nghe thì sẽ xách cái máy theo rồi sư tự sắp xếp.
rồi sư có thể dạ là sư thuyết pháp ở trên đó luôn. dạ con À cảm ơn sư. dạ à vậy đi ha. dạ 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 chứ con rồi có cảm câu ơn hỏi sư. là con có một câu hỏi là kỳ 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 trước á, con thấy ở trên Facebook á, sư giảng ở trong Phước Sơn á, có nói gì tướng như ý túc á sư, đó là một À cái phần ở trong cái 37 phẩm trợ bồ đề á, sư, tướng như ý túc, tướng chánh cần, rồi tứ diệu đế, rồi tướng vân như vân vân túc là vân. nó có à, tướng như túc là nó có dục như ý túc rồi Dạ đúng à, rồi. à, còn còn như ý túc rồi tâm như ý túc rồi thẩm như ý túc đó, nó có bốn cái điều ý túc đó Dạ. đó là tướng như túc là nó là một trong 37 phẩm phẩm trợ đạo á, tiếp ở đó cho cái bài đó cho Phước Sơn đúng không. Dạ. Ừ. Bữa Cái đó là nào cái phần hút. sư nói sơ lại cái ý nghĩa của mỗi một cái tướng gì tốt hơn cho tụi con ôn bài luôn đó sư. Được, được, nếu mà kỳ tới đó quý vị muốn muốn ôn này ra thì sư sẽ nói trên cái chỗ mà sư đang mở khóa thiền đó. Rồi sau này sư sẽ nói cho quý vị cái bài tứ diệu đế đi. Sư muốn nói cho quý vị cái bài tứ diệu đế dữ lắm. Dạ. Cái Dạ. khổ, cái khổ là cái nguyên nhân sanh khổ đó. Tại mình làm sao mình muốn giải thoát là mình phải làm cái như thế nào. Dạ. Đó. Rồi mình tu tập làm sao để đưa đến đạo quả đó thì nó có cái cách đó. Dạ. Bây giờ có muốn nghe bài tứ diệu đế hay là nó cao quá nghe nổi không? Dạ nghe sư sẽ Dạ, cứu dạ thích. tứ Dạ diệu đế thưa sư, tứ diệu đế. Dạ. nó Tứ cao diệu nhưng đế mà là tụi một con tập. Dạ nó cao nhưng mà cái tụi tứ con diệu tập từ từ. Dạ. à cái tứ diệu đế này là một cái bài pháp rất là cổ xưa đó. Bài pháp đầu tiên mà Đức Phật thuyết pháp cho một trong năm anh em Kiều Trần Như chứng đạo quả đó. Kinh Đó, chuyển pháp xưa luân đó lắm rồi hả đó. sư? Kinh chuyển pháp Đó, luân kinh đó. Diệu Pháp Luân đó. À, trước khi mà sư nói cái bài tứ diệu đế này thì sư nói về cái vấn đề mà ngài thuyết kinh Diệu Pháp Luân đó, cái này là thuộc về phần 2 biết không? Dạ. À, bây giờ người ta rất là yêu cầu sư thiết cái bài này đó. Ừ. Vậy thôi được rồi ha, tới chừng sư ráng sẽ cố gắng cho em máy theo. Sư cho con có câu hỏi được không sư? À được được. Dạ sư, mình hay nói là ví dụ như những cái người mà bị chiến tranh á, rồi giống như bị người ta tấn công, thì mình nói là có thể là tại vì họ đã tạo cái nhân gì ở trước đó thì bây giờ họ phải chịu lại, đúng không sư? À đúng rồi. Thì thí Cái dụ đó như là thân thức Phật khổ. ví dụ như bây giờ mình bị tấn công như vậy, nhưng mà cái mình phản ứng lại là cái sự sân hận, đúng không? Có phải là nó thành một cái dòng luẩn quẩn, thật là Đúng rồi đó sân đó hận gây thù. cái mà mình bị cái quả đó đó, mình bị cái đó là gọi là cái quả, nhưng mà cái tâm của mình sân hận mình cục quan trái thì đây là một cái nhân tiếp, hiểu không, một cái nhân bất thiện tiếp, rồi sau này ra cái quả tiếp. Còn mà thí dụ cái người mà người ta bị như vậy đó nhưng mà có trí tuệ, tôi biết rằng là cái này cái quả đó, người ta chấp nhận đó, người ta chấp nhận cái quả này, nhưng mà người ta chấp nhận nhưng mà người ta có tu hành thì người ta không có nổi sân. À, hiểu không, cũng như là vị A-la-hán á, một vị mà thí dụ cái kiếp chót cái vị A-la-hán đắc đạo quả, nhưng mà do nó các cái kiếp trước á, cái vị này là tạo một cái nghiệp nào quá khứ á, bây giờ đó chỉ khi mà vừa đắc đạo quả xong rồi bắt đầu thì nó trổ cho cái vị này là bị người ta đánh, hoặc là thí dụ là bị con giả so anh hút bởi mấy cái bà sườn đó, thì cái này là gọi là cái quả mà cái nhân từ hồi đó ngài làm rồi, bây giờ nó trổ cho cái quả, nhưng mà ngài chỉ đón nhận cái quả này thôi, nhưng mà ngài mấy ngày không có sân hận lại, hiểu không, cái ngài đã giải thoát rồi. Còn thí dụ mình là một phàm á, mình ưa bị nhân quả nó tương quan nó dẫn đi lắm, trừ khi nào mà mình có tu tập á, mình có trí tuệ mình hiểu được cái điều đó thì nó lại là khác. Chẳng hạn như bây giờ thí dụ mình bị cái quả đó, nhưng mà cái tâm mình không sân hận, nhưng mà mình có chánh niệm, mình có trí tuệ, mình hiểu được cái quả đó, thì lúc bây giờ là nó không tiếp tục gieo thêm một cái nhân xấu nữa, hiểu không, Vì lý nó là do gieo một đó cái nhân. mà ở trong cái pháp hành cứ nhắc mình phải có chánh niệm liên tục là như vậy đó sư, con À hiểu đúng vậy. rồi, chánh niệm là nó chặt đứt cái vô cái chỗ cái nhân xấu nè, Dạ đúng rồi. à nó chặt đứt cái chỗ cái nhân xấu này nè, thay vì mình phải nổi sân. Nhưng mà bây giờ tự nhiên mình chuyển qua một cái tâm mà cái tâm thiện đó, hiểu không, mình chuyển qua một cái tâm mà tâm thiện, nghĩa là đón nhận một cái quả xấu mà cái lại là tâm tốt, còn kia là đón nhận một cái quả xấu mà lại tâm xấu, cả tâm xấu thì nó cho ra quả xấu nữa, mà đón nhận tâm cái quả xấu mà tâm tốt thì sau này nó cho ra cái quả tốt. Đây là một cái điều kiện để cho mình phát triển trí tuệ, để mình ở một cái mức độ tâm tốt, rồi sau đó mình có trí tuệ mình giải thoát nữa nhân quả là gì đó. Cô ý nghi hiểu cái tuần hoàn của nhân quả rồi đó. Đó. Cô hỏi câu đó là cô hiểu, bắt đầu cô hiểu được cái tuần hoàn của nhân với quả Dạ, con cảm ơn sư. đó. Thôi được rồi ha. Được Dạ, rồi thôi hướng đấy. câu hỏi nữa sư. Dạ như À, vậy 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 thì hả? tuần sau Thôi thì khiếm mình mãi đang câu nữa đó.
Thôi cứ khi mãi thêm câu nữa, ai muốn hỏi hả? Dạ không, con chỉ muốn hỏi là giữa tiền sơ mình học tứ diệu đế hay là mình học tứ như ý túc sư? À mấy cô muốn cái nào thì sư sẽ nói cái đó. Bây giờ mấy cô Chứ muốn dạy tứ cái gì? diệu Tứ như ý đế đi túc sư, mà. chứ dạy tứ diệu đế đi. À, thì tứ diệu đế phải không? Thì đồng lòng hết phải Dạ. không? Rồi, Dạ, được. cô Liên Trần có câu hỏi không ạ? Sư cho con hỏi một câu nhanh lắm sư. Sư cho À. con hỏi là mỗi một lần á sư mà như có cái việc có cái tâm thiện hay tâm bất thiện á xảy ra rồi nó phải có cái quả rồi thì từ cái quả đó nó mới cho ra cái tâm đầu thai phải không thưa sư? Đúng rồi đó, âm thầm mình sử dụng tâm thiện hay là bất thiện, mặc dù mình muốn hay không thì nó vẫn là có cái quả chủng tử của nó. À, chẳng hạn như bây giờ thí dụ mình khởi lên một cái ý thiện đó thì nó đã có cái quả rồi, thành thử ra cái nghiệp nó có ba cái lần: thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Nó luôn luôn là có quả, tại mình không có thấy, biết không, không có thấy Dạ. nhưng mà luôn luôn là nó có nhân quả. Thì tham sân si thì nó có cái quả của nó đó. À, thành thử ra quý vị thấy rằng là phải cẩn thận, luôn luôn tu tập đó, để hiểu được tham sân si rồi bắt đầu thay đổi cái nhân quả của nó là chính bản thân của cái người đó tu hành. Dạ. Dạ con cảm ơn sư ạ. Đó thì nhất trí vậy đi, đằng sau tứ thiết tứ diệu đế là tứ diệu, nếu mình thiết tứ diệu đế là thiết trên cái chỗ mà sư Long An đó sư đang hành thì để thì người ta luôn đó. Ừ. Dạ giống như giả sư mới vừa nói, nếu mà cái nghiệp mình ra là có thân khẩu ý, như vậy cái ý nó mới vừa ra thôi mình đã tạo nghiệp rồi, như vậy thì mình mới Có chịu chịu liền chưa? cái nó tùy theo. Bây giờ thí dụ mình cảm thấy rằng là nó có ở hiện tại và có tương lai nữa, chẳng hạn như bây giờ thí dụ mình ghét một cái người nào đó, không, mình giận một người nào đó mà mình không có nói đó, mình không có nói ra, và mình không có nói ra, nghĩa là mình không, nó không ra cái khẩu, rồi mình cũng không có dùng cái thân mình đánh họ. Nhưng mà sư muốn hỏi cái gì ấy, là khi mà quý vị hận hận người ta đó, bây giờ giận người ta đó, rồi cái cảm thọ của quý vị như thế nào, cái cảm thấy rất là khổ không khi mình giận người khác á, bực bội người khác á, cái đó là thọ u đó, cái quả hiện tại là nó đã có rồi đó, thấy không, hiểu chưa. Khi mình ghét người ta là tâm sân, mà cái Dạ. cảm thọ mình lãnh chịu là thọ u đó, thọ u là thọ khổ của tâm đó đó. Mà bây giờ hỏi nè, bây giờ ai ai là cái người ai là cái người tạo nói đạo Phật nói rằng là vô thường, khổ não, vô ngã, vậy là ai là cái người tạo quả, ai là người tạo hành động, ai là người lãnh quả đó. Thì cái hành động là chetana, là sở hữu tư, nó tác ý á, thiện là bất thiện, còn cái quả của nó đó là cái cảm thọ đó, biết không, cảm thọ khổ, cảm thọ lạc, cảm thọ hỷ, cảm thọ xả, cảm thọ u đó. Cái kia là nhân, cái này là quả, hiểu chưa. Đó là cái cảm thọ trực tiếp đó phải không sư? Cảm thọ mà Ở gần nhất hết đó, thảy đó. ở đó Dạ. đúng rồi, gần nhất đó. Chẳng hạn như bây giờ thí dụ mình ghét người nào thì cái đó tâm sân, là nó khi mà mình ghét người ta là tâm sân, là nó tâm sân thì nó có một cái thọ là thọ u, u gọi là bị khổ đó, cái thọ này là thọ cảm thọ khổ, u buồn, Dạ uất đúng ức, rồi. bực bội, khó chịu đó, đó. Chứ mình ghét người ta sao mình sướng được Dạ đó, đúng đó, rồi, đó. dạ. Hiện tại là mình hiện tại là mình thấy rằng là mình có rồi đó. À, mình có rồi đó, nhưng mà chưa có nói tới rằng là mình cứ quân tập bài, quân tập bài, quân tập bài lâu bắt đầu nó sẽ có cái quả mình tái sanh nữa. Thì mình ví dụ mình sắp sửa mình chết đây thì mình nhớ tới cái người nào đó mà mình ghét lúc trước đó, thì lập tức cái quả nó xuất hiện liền, tái sanh thì xuống liền đó, hiểu chưa. Dạ, thành ra lúc đó là luôn luôn phải có chánh niệm, mà ngay cả lúc Có mà chánh hấp niệm, hối cũng dần dần có chánh niệm. à, có chánh niệm là nó thay đổi cái chức năng tâm rồi. Thấy không? Ví dụ bây giờ mình nghe thì mình đang nằm hấp hối, mà một cái người nào tới thăm mình mà cái người đó trước đây mình ghét, bây giờ họ vừa tới họ thăm mình là tiện tâm xong mình lên liền, mình nghe thôi đó nghe, à, lập tức là mình chánh niệm liền. Nhưng mà mình muốn như vậy thì trước đó mình phải thuần thục cái vấn đề tu hành cái đã. Rồi sau khi mình nghe cái cảnh đó đó, mình thấy cái cảnh nó xuất hiện là đầu mình chánh niệm liền, thì bắt đầu nó mới thay thế vô, nó thay thế vô, thay thì cái chỗ đó là cái tâm ác mà nó thay thế vô cái tâm thiện. Thì sau khi Tại mình vì vừa chánh tách niệm thở là cái một là cái tâm thiện và đúng rồi, cái tâm thiện đó nó vừa chánh niệm tâm đó mà vừa mình vừa tách thở một cái, thì đây là một cái sự hỗ trợ cho mình tái sanh và có vui. Thay vì mình phải đi xuống, thay vì mình nghe cái người đó tới họ nói họ thăm mình, bây giờ lúc mình chết bắt đầu tâm sân mình nổi lên, mà nếu mà tâm sân mình nổi lên đó thì mình vừa tắt thở là bắt đầu mình phải đi sanh vào bốn đường ác đạo. Mà bây giờ cái tâm sân mình vừa có tâm sân mình vừa có chánh niệm luôn, tâm sân nó sanh khởi lên là mình do là mình tu hành là mình chánh niệm luôn, thì nó thay thế vô cái chỗ đó là tâm chánh niệm. Mà khi mình tắt thở chỗ này tự tự động cái tâm quả của cái tâm thiện này nó cho mình tái sanh lên. À, nhân quả là đi con vậy hiểu, dạ con hiểu rồi, dạ đó. Yeah.
mà ớn thiệt quá vị sư mà không học quý vị pháp chắc sư không trả lời nổi mấy cái câu này của mấy cô đâu. À, mà nhờ là sư học du quý vị pháp thử ra sư hiểu rất là rõ về vấn đề chi tiết, tại khi mà sư học quý vị pháp á, là sư học cả phần tục đế và chân Cảm đế ơn sư, rất rất là hay sư ơi. đó. Hay lắm. Rồi hay lắm ha, được rồi thôi hồi hướng đi. Dạ, Chiều nay là sư đã có một thì cái giờ bài mình giảng à. quy y pháp từ từ 2 giờ đến 5 giờ nữa đó, chiều nay hôm nay đó. Dạ, mời quý vị đọc bài hồi hướng công đức. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông Có mọi điều. thân mọi điều Đồng vương long thần lực thần có lệnh nhiều, có nhiều đồng sinh đậm hoan thân hỷ hoa vương ý triều vương chúng đều con. chúng con Hộ ô trì Phật giáo đề Tăng giáo Bồ tăng Đề, bồ các bậc thầy đề tổ an tổ từ an lâu vui dài, lâu quyên dài thuộc nguyên tránh thủ mọi căn cõi nạn tan, nạn cõi chúng sanh được chung hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui thu đạo màu, tu hành tịnh tấn ngõ hầu vô sanh. Do sự phước bao mà chúng con chúng đã trong sạch làm đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi nhân những dân điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai.